Việt Nam thêm 264 ca nhiễm trong 24 giờ. Thành phố Hồ Chí Minh, 1.000 đội tiêm vaccine COVID-19 tập huấn cho chiến dịch quy mô lớn. 10 nhóm người được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ An, 20 ca dương tính với SARS-CoV-2, xác định 5 nguồn lây. Toàn thế giới trên 178,3 triệu ca mắc COVID-19. Indonesia ghi nhận thêm 12.990 ca mắc mới, mức cao nhất trong một ngày từ trước tới nay. Campuchia có tổng số ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 41.000 ca. Australia thiết lập trung tâm cách ly tập trung dành riêng cho sinh viên quốc tế. Tình hình dịch bệnh tại Anh và Nga vẫn diễn biến phức tạp. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin COVID-19 sáng ngày 19 tháng 6 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Y tế Việt Nam chiều ngày 18 tháng 6 ghi nhận 62 ca dương tính với COVID-19, bao gồm 59 ca trong nước và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng cộng trong ngày 18 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 264 ca, bao gồm 5 ca nhập cảnh và 259 ca ghi nhận trong nước. 80 người được công bố khỏi bệnh COVID-19, nâng tổng số khỏi lên 4.733 ca. 62 ca mắc mới ghi nhận từ số 12.353 đến 12.414. Trong số này có 59 ca ghi nhận, bao gồm tại thành phố Hồ Chí Minh là 30 ca, Bắc Giang 19 ca, Bắc Ninh 6 ca, Hà Tĩnh 3 ca, Hòa Bình 1 ca. Trong đó, 46 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu phong tỏa. Số ca nhiễm mới đã nâng tổng số ca nhiễm tại Bắc Giang lên 5083, Bắc Ninh là 1470, Thành phố Hồ Chí Minh 1346, Hà Tĩnh 76, Hòa Bình 9. Như vậy, tỉnh Hòa Bình sau hơn 30 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới đã xuất hiện dịch trở lại. Trong khi đó, Vĩnh Phúc vào danh sách các tỉnh qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn hòa tốc tới các cơ sở tiêm chủng, yêu cầu cứ hơn 1.000 đội tiêm tham gia tập huấn tiêm chủng vaccine COVID-19. Mỗi đội tiêm sẽ gồm 5 người có nhiệm vụ khác nhau. Ngày 18 tháng 6, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng đã ký công văn hỏa tốc gửi các cơ sở tiêm chủng để cử nhân sự tham gia tập huấn tiêm chủng vaccine COVID-19. Sở Y tế yêu cầu mỗi đội tiêm tối thiểu 5 người có trình độ chuyên môn theo đúng quy định hướng dẫn của Bộ Y tế bao gồm một bác sĩ khám sàng lọc, hai nhân sự tiêm vaccine, một bác sĩ và một điều dưỡng phụ trách theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị cử thêm lực lượng hỗ trợ công tác hành chính, tiếp nhận, lập danh sách đối tượng tiêm, nhập liệu, cấp giấy xác nhận. Nhân viên y tế tham gia hoạt động tiêm chủng phải được tập huấn chuyên môn về tiêm chủng. Nhân viên trực tiếp khám sàng lọc, tư vấn, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm phải có trình độ chuyên môn từ y sĩ trở lên nhân viên thực hành tiêm chủng có trình độ từ trung cấp y học hoặc trung cấp điều dưỡng hộ sinh trở lên. Theo bảng phân công đội tiêm chủng vaccine COVID-19 theo từng nhóm đơn vị, Sở Y tế sẽ huy động 1.032 đội đến từ 547 đơn vị y tế thuộc 13 nhóm bao gồm Viện Y học Dự phòng Quân đội phía Nam, Cục Quân y, Bệnh viện trực thuộc Bộ ngành, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, Hệ thống các cơ sở VNVC, Trung tâm Y tế, Phòng khám chuyên khoa, Đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, đa khoa tư nhân, bệnh viện quận huyện, bệnh viện chuyên khoa, đa khoa thành phố. Theo kế hoạch, ngày hôm nay 19 tháng 6, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tập huấn trực tuyến, tiêm vắc xin COVID-19 cho các đội trên qua hình thức trực tuyến. Đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 6 có người dân sống ở quận Gò Vấp, phường Tân Thới Nhất, phường Thạnh Lộc quận 12 và công nhân ở khu công nghiệp, khu chế xuất ngày 18 tháng 6, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bình đã ký văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố về thống kê đối tượng ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 theo nghị quyết 21 ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ. Theo đó, số lượng vaccine tiêm cho tất cả nhóm đối tượng này khoảng 2,38 triệu liều. Có 10 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine theo đúng nghị quyết 21. Trong nhóm đối tượng được ưu tiên có người dân sống ở quận Gò Vấp, người dân phường Tân Thới Nhất, phường Thạnh Lộc, quận 12 và công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất cần hơn 1,1 triệu liều vaccine. Riêng công nhân khu chế xuất, khu công nghiệp là 320.000 liều, cụ thể như sau. Nhóm thứ nhất là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, trong đó có hơn 85.000 người làm việc trong các cơ sở y tế và hơn 63.000 người tham gia phòng chống dịch. Cùng với đó là 3.800 người trong lực lượng quân đội và hơn 23.000 chiến sĩ trong lực lượng công an. Nhóm thứ hai là những người làm công việc ngoại giao xuất nhập cảnh. Nhóm thứ ba là 1.816 nhân viên hải quan cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh. Nhóm thứ tư là gần 29.000 người cung cấp dịch vụ thiết yếu như hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện, nước. Nhóm thứ năm là giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Nhóm thứ sáu là người mắc bệnh mãn tính, riêng nhóm này, sở y tế chưa có thống kê số lượng. Nhóm thứ bảy là là người trên 65 tuổi với hơn 608.000 trường hợp. Nhóm thứ 8 là người sinh sống tại các vùng có dịch, trong đó có gần 677.000 người dân sinh sống tại quận Gò Vấp, gần 120.000 người tại phường Tân Thới Nhất và phường Thạnh Lộc quận 12 và 320.000 công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất. Nhóm thứ 9 là hơn 202.000 người nghèo, các đối tượng chính sách Nhóm thứ 10 là 100 người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, qua 3 đợt được Bộ Y tế cung ứng vắc xin, thành phố đã tổ chức tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết 21. Cụ thể, số người tiêm mũi 1 qua 3 đợt là 43.926 liều và số người tiêm đủ mũi 2 qua 3 đợt là 50.718 liều. Trước đó ngày 17 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh được chính phủ phân bổ thêm 836.000 liều vắc xin của AstraZeneca. Đây là đợt phân bổ thứ tư và là đợt lớn nhất từ trước tới nay. Dự kiến trong ngày hôm nay 19 tháng 6, thành phố sẽ triển khai tiêm chủng với 1.000 điểm tiêm kéo dài trong 5 đến 7 ngày. Đến cuối ngày 18 tháng 6, toàn tỉnh Nghệ An hiện đang điều trị cho hơn 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. ngành y tế tỉnh này xác định được 5 nguồn lây đối với các trường hợp trên. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Nghệ An vào chiều tối ngày 18 tháng 6, ông Dương Đình Trình, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Riêng thành phố Vinh có 11 trường hợp, tại các phường Hào Huy Tập, Hưng Dũng, Hưng Bình, Hưng Phúc và Đông Vĩnh. Nhiều ca chưa rõ nguồn lây, trong khi vòng đời lây nhiễm là rất nhanh. Ngành y tế tỉnh Nghệ An xác định được 5 nguồn lây đối với các trường hợp nói trên. Nguồn thứ nhất là từ huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thông qua ca bệnh là nữ nhân viên làm tóc ở phường Hà Huy Tập. Nguồn thứ hai là ca bệnh nhân viên ngân hàng tại phường Hương Dũng. Nguồn thứ ba là ca bệnh tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Nguồn thứ tư là trường hợp nhân viên y tế, bệnh viện tâm thần Nghệ An. Và nguồn thứ năm là hai trường hợp ở huyện Quỳ Hợp và Tân Kỳ đều từ Bắc Giang trở về. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An đề nghị thành phố Vinh thần tốc hơn nữa trong điều tra, truy vết khoanh vùng, cách ly các f1, f2 của các trường hợp nhiễm Covid-19 trên toàn địa bàn thành phố thực hiện xét nghiệm sàng lọc theo cách mỗi gia đình chọn một người có nguy cơ cao nhất để test, cố gắng hoàn thành trong một ngày, tối đa hai ngày, không nên để sang ngày thứ ba. Ngành Y tế sẽ huy động đủ nhân lực và hỗ trợ thành phố Vinh tiến hành test nhanh cho người dân trên địa bàn. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Trung. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nghệ An yêu cầu thành phố Vinh chủ động xây dựng phương án, đối tượng, phối hợp với ngành y tế, tập trung đủ nhân lực vật lực để xét nghiệm sàng lọc cho người dân. Đặc biệt, phải tập trung test nhanh cho người dân trong vòng bán kính 300m tại ngã ba giao nhau giữa đường Phạm Đình Toái và Hà Huy Tập, thành phố Vinh, nơi ghi nhận có hai trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Nhiệm vụ này phải thực hiện xong ngay trong đêm 18 tháng 6. Theo trang thống kê Worldometers, no tính đến 22 giờ ngày 18 tháng 6 theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận tổng cộng trên 178,32 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có trên 3,86 triệu ca tử vong. Hiện đã có gần 162 triệu bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục, trong khi vẫn còn 11,62 triệu bệnh nhân đang điều trị. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với gần 34,38 triệu ca mắc và trên 616.000 ca tử vong. Tuy nhiên, số ca mắc mới theo ngày tại Mỹ đang giảm rõ rệt. Chính do đó, trong cuộc thảo luận giữa các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, Mỹ đã nhất trí tổ chức tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc theo hình thức trực tiếp vào tháng 9 tới với các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 nghiêm ngặt. Trong một tuyên bố, nhà ngoại giao Mỹ Rodney Hunter cho biết Nước này hoan nghênh các nhà lãnh đạo trên thế giới tham dự sự kiện năm nay, nhưng cũng khuyến khích các quốc gia thành viên rút gọn thành phần phái đoàn khi đến New York. Mỹ cũng đưa ra một số quy định rõ ràng nhằm bảo đảm cho tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra an toàn và thành công. Theo đó, những phái đoàn đến New York dự sự kiện cần phải thực hiện xét nghiệm trước và sau khi đến, thực hiện cách ly 7 ngày đối với những người chưa được tiêm chủng vaccine COVID-19 và kiểm tra thân nhiệt. Mỹ cũng khuyến khích các phái đoàn thực hiện định dạng 1 cộng 1 như hiện nay đối với các cuộc họp chung, tức là mỗi phái đoàn chỉ được cử hai người vào hội trường họp của đại hội đồng cùng lúc và phải đeo khẩu trang cũng như giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ đề nghị mỗi phái đoàn có tối đa 6 người và các cuộc họp không chính thức bên lề nên diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tại Ấn Độ, quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai trên thế giới đã có thêm 62.480 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ tư liên tiếp số ca mắc mới trong ngày của Ấn Độ dưới mốc 70.000 ca một ngày. Như vậy tính tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Nam Á này đã vượt mốc 29,79 triệu ca, trong khi tổng số ca tử vong vì dịch bệnh cũng đã lên mức 384.275 ca. Cũng trong ngày 18 tháng 6, Indonesia ghi nhận thêm 12.990 ca mắc mới, mức cao nhất trong một ngày từ trước đến nay kể từ cuối tháng 1 đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 1 triệu 963.266 ca. Cũng trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 290 trường hợp tử vong, đưa tổng số người không qua khỏi tại nước này lên 54.043. Trước tình hình trên, chính phủ Indonesia đã quyết định hoãn 2 ngày lễ quốc gia và hủy 1 ngày nghỉ nhằm hạn chế người dân di chuyển. Theo quyết định mới nhất, Năm mới Hồi giáo được rời sang ngày 11 tháng 8, trong khi kỳ nghỉ lễ quốc gia nhân ngày sinh của đấng tiên tri Mohammed được lùi sang ngày 20 tháng 10, riêng kỳ nghỉ lễ Giáng sinh 24 tháng 12 năm nay bị hủy bỏ. Không chỉ vậy, hàng loạt địa phương trên đảo Java đã áp đặt lệnh phong tỏa khi các bệnh viện quá tải do số ca mắc COVID-19 tăng vọt sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr của người hồi giáo. Theo báo cáo cập nhật mới nhất về Indonesia, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo về một mối nguy hiểm khác từ các biến thể đáng lo ngại. Đầu tuần này, Bộ Y tế Indonesia cho biết đã phát hiện 107 ca nhiễm biến thể Delta trong số 148 ca nhiễm 3 biến thể được WHO liệt vào trong danh sách cần quan tâm. Con số này tăng đáng kể so với 32 ca ghi nhận tuần trước. Do đó, WHO kêu gọi Indonesia thực thi các biện pháp nghiêm ngặt hơn và hành động khẩn cấp trước sự gia tăng các ca nhiễm biến thể đáng lo ngại. Trong khi đó, Bộ Y tế Campuchia xác nhận tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã vượt ngưỡng 41.000 ca sau khi có thêm 799 ca mắc mới, trong đó có 702 ca lây nhiễm cộng đồng trong vòng 24 giờ qua. Tuy nhiên, số ca hồi phục tiếp tục có dấu hiệu khả quan với 910 người khỏi bệnh. Tính đến nay, nước này khi nhận tổng cộng 41.581 ca mắc COVID-19, trong đó có 35.940 ca đã khỏi bệnh và 394 ca tử vong. Trước tình trạng số ca nhập cảnh mắc COVID-19 ở mức cao là 97.000 ca trong ngày 18 tháng 6, Thủ tướng Campuchia Giám đốc Techo Hun Sen đã chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo đảm điều trị riêng những ca nhập cảnh nhiễm các biến thể dễ lây lan, đồng thời yêu cầu phải cách ly riêng những trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm những biến thể này. Nhằm giúp các sinh viên quốc tế hiện đang mắc kẹt ở nước ngoài có thể quay lại học tập trong thời gian tới, Chính phủ Australia đã chính thức phê duyệt đề án thiết lập trung tâm cách ly tập trung dành riêng cho sinh viên quốc tế tại bang Nam Australia. Trung tâm cách ly được đặt tại sân bay Parafield, phía bắc thành phố Adelaide của bang nói trên, có khả năng tiếp nhận một số lượng lớn người lưu trú luân phiên, thực hiện thời gian 2 tuần cách ly bắt buộc sau khi nhập cảnh vào nước này. Thủ hiến bang Nam Australia Stephen Marshall cho biết, theo dự kiến ban đầu, trung tâm sẽ tiếp nhận tối đa mỗi lượt 160 sinh viên quốc tế, để hoạt động của trung tâm sớm đi vào ổn định, chính quyền bang và các đơn vị giáo dục sẽ phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau để tối ưu hóa kế hoạch tạo lập hành lang đi lại an toàn, bảo đảm sức khỏe cho sinh viên quốc tế nói riêng và người dân Australia nói chung. Tại châu Âu, trong khi tình hình dịch bệnh nhiều nước có xu hướng giảm và đã bắt đầu mở cửa trở lại, thì dịch bệnh tại Anh và Nga vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Theo các số liệu thống kê của chính phủ Nga, trên cả nước có tới 17.262 ca mắc mới, cao chưa từng có kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 đến nay. Đã nâng tổng số ca mắc tại đây lên 5.281.309 ca nhiễm. Cũng trong 24 giờ qua, thủ đô Moscow ghi nhận 9.056 ca mắc mới COVID-19. Đây là số ca mắc mới cao nhất trong một ngày ghi nhận tại Moscow kể từ khi dịch bệnh bùng phát cho đến nay. Trong một tuyên bố, điện Kremlin cho rằng số ca mắc mới COVID-19 gia tăng mạnh là do tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 tại Nga còn thấp và do các biến thể của virus SARS-CoV-2 làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, nhấn mạnh chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn tại nước này rõ ràng không đạt hiệu quả như kỳ vọng. Đồng thời cho biết, Tổng thống Putin đang theo dõi sát sao tình hình hiện nay. Trước các diễn biến phức tạp, thị trường của thủ đô Moscow cho Chobianin đã ký quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan đến hết ngày 29 tháng 6. Cơ quan y tế công cộng vùng England, FAIR của Anh, công bố các số liệu cho thấy số ca nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 tính theo tuần tiếp tục tăng mạnh tại nước này. Cụ thể, trong tuần, tính đến ngày 16 tháng 6, đã có tới 33.630 ca nhiễm mới biến thể Delta, đưa tổng số ca nhiễm lên 75.953, tăng 79% so với mức tổng ghi nhận trong tuần trước đó. Hiện biến thể Delta chiếm 91% số ca nhiễm. Tính đến ngày 14 tháng 6, tổng cộng 806 ca nhập viện vì nhiễm biến thể này, tăng gần gấp đôi so với con số 423 ca trong tuần trước. Nhằm ứng phó với thực tế là số ca nhiễm biến thể Delta tăng, Thủ tướng Johnson định thúc đẩy các kế hoạch tiêm phòng để tất cả người trưởng thành được tiêm ít nhất một mũi vaccine trước ngày 19 tháng 7, cũng là ngày mà ông mới ấn định để chấm dứt các biện pháp phòng dịch tại vùng England. Do số ca nhiễm mới tại Anh vẫn ở mức cao, nên nước này đã quyết định hủy bỏ lễ hội đường phố Notting Hill, một trong những lễ hội đường phố lớn nhất thế giới, diễn ra ở phía tây của thủ đô London. Sau khi bị hủy bỏ vào năm 2020, lễ hội kéo dài 3 ngày này dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 8 tới. Như vậy, đây là lần thứ hai lễ hội này bị hủy bỏ do dịch Covid-19. Thưa quý vị, Bản tin Covid-19 sáng ngày 19 tháng 6 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.